Và một câu khúc tiếp theo mà Võ Lê My xin gửi tới thành toàn thể quý vị, một sáng tác của Trường Lê, ca khúc được mang tên Theo Em Về Miền Trung. Xin cùng lắng nghe ạ. Vỗ tay thật lớn cho Võ Lê My có được không ạ? Yeah. Yeah, I love you. Dạ em ở Hoài Nhơn ạ. Dạ cho mấy thấy cánh tay quý vị được không ạ? Tay quý vị đâu ạ? Yeah, I love you. Ân tình đẹp làm sao hai tiếng bình định. Bà con mình vỗ tay lớn đâu ạ? Theo em về Hội Nhân nghe anh câu ca chòi mừng đêm trăng canh. Anh lão ơi ai mong ai nhớ, còn hỏi ân bao tháng mong mơ. Đưa nhau về đây để thấy thương sao những giọt mồ hôi. Về nghe câu hò bên suối Phú Mỹ phù ca có nghe.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chào quý vị rất là nhiều ạ. Và mình mong rằng